Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Sociedad và câu lạc bộ Roma. Đây là trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League của hai đội. Và trận đấu này, các cầu thủ Real Sociedad sẽ tiếp đón Roma trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Sociedad sẽ là những người đứng dắt cửa trên và sẽ chấp đội khách Roma với mức kèo là 0,25, mức kèo phải hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Tỷ lệ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn cho đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì ở trận lượt đi trên sân của Roma thì Roma đã đá bại Sociedad với tỷ số là 2-0. Năm trận thi đấu gần nhất của Sociedad thì Sociedad họ cũng không có chiến thắng nào cả. Qua đó họ chỉ hòa được 3 trận và để thua 2 trận. Năm trận thi đấu gần nhất của Roma thì Roma thắng 3 và thua 2. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn của đội chủ nhà Sociedad chấp 0,25 hoặc là an toàn hơn thì các bạn nên lựa kèo đồng ở trận đấu này. Mặc dù là cái bạc nó cũng hơi thấp. Vì sao? Thứ nhất là mình thấy cái mức kèo này cũng chưa mấy thật sự là hợp lý. Khi mà những con số thống kê trước trận đấu này diễn ra thì Roma luôn được đánh giá là nhỉnh hơn Sociedad khá là nhiều. Và hiện tại thì Roma cũng đang có 2 bàn dẫn trước ở trận lượt đi nữa. Phong độ thì ổn định hơn. Thực lực thì cũng không thua kém gì Sociedad. Mà trận đấu này Roma lại là người được chấp thì mình nghĩ ít nhiều gì. Đây cũng phải là cái mức kèo gài để cho bàn đổ về nằm Roma quá nhiều ở trận lượt về này cũng không chừng nữa. Thứ hai đó, trận đấu này thì Sociedad có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì trận đấu này thì các bạn nên lựa kèo đồng đi. Nếu như mà hai đội có hòa thì nó cũng không thua kèo. Với lại là ở trận lượt đi thì Sociedad họ cũng đã để thất bại rồi. Ở trận lượt về này thì bằng mọi giá thì Sociedad họ phải tấn công trước Roma để có thể là giành giật tấm vé đi tiếp thôi. Thì biết đâu với cái sự chơi tấn công trên sân nhà của mình thì Sociedad họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Roma thì sao cho trận đấu này. Và tôi tưởng mình ưu tiên chọn cầu chủ nhà Sociedad kèo đồng nha, hoặc là chọn kèo chắc cũng được. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì Roma là một đội có thực lực chứ không phải gọi là dễ nhai đâu. Cho nên mình nghĩ trận đấu này Sociedad muốn ghi hai bàn vào lưới của Roma cũng không phải là dễ. Còn Sociedad thì họ cũng rất quyết tâm để có thể là không thủng lưới trước Roma để có thể là nuôi kéo hy vọng đi tiếp. Cho nên mình nghĩ trận đấu này họ cũng sẽ rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm từ cái trận lượt đi đó. Cho nên là họ sẽ gia cố hàng thủ mình rất kỹ. Cho nên mình nghĩ trận đấu này Roma muốn ghi bàn vào lưới Sociedad một lần nữa cũng không phải là dễ đâu. Trận đấu này sẽ có dưới hai bàn. Mình nghĩ sẽ là 1-0 nghiêng về cho Sociedad, hoặc là nhiều lắm là 2-0. Và nào tôi tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu trận đấu này. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào Sociedad thì các bạn ưu tiên đá cửa xỉu không được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Thì gì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà thì có thể là Sociedad chơi tấn công ngay từ đầu thì họ sẽ có một bàn thắng dẫn trước Roma. Thì hiệp 1 để cho an toàn thì các bạn cũng nên lựa cửa Sociedad kèo đồng nha. Và đá nhẹ cái tài 0,75 hoặc đợi tài hạ còn 0,5 thì vào. Thì tấm bài trận đấu chốt kèo là chọn cửa Sociedad kèo đồng và đá xỉu. Ở hiệp 1 thì lựa kèo Sociedad cũng kèo đồng và đá tài hạ còn 0,5 hoặc là có thể là đá cửa tài dưới 1. Chúc anh em may mắn nha.